Hello, Nóc Farm Vlog xin chào cả nhà. Mến chúc cả nhà mình một ngày mới tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Hôm nay Nóc Farm sẽ dắt cả nhà mình đi câu cá nha. Thì Nóc Farm đang ở nhà của ông anh của mình ở bên Virginia. Từ ở nhà lái ra nơi câu cá là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Chỗ này gọi là Blackwater ở bên Maryland. Nay sau 2 tiếng chạy xe thì bây giờ tới cái chỗ này là câu cá. Chỗ này nó kêu là Blackwater của ở bên Maryland. Sau 3 tiếng đồng hồ thì mình câu được bao nhiêu đây cá đó nha cả nhà, 10 con đó, có con bự nhất này cũng hơn 5 kg đó. Ok, thành quả thì mình sẽ làm một ít khô rồi chả cá. Cá này làm chả cũng ngon, dai. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Xin vui lòng đăng ký và ủng hộ cho Nóc nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.